Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Jerry đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel YouTube của mình nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quay lại chuyên một reaction thỏ 7 màu tiếp nha mọi người. Ở trước thì mình cũng đã reaction qua thỏ 7 màu chiến tranh cầu cát phần 2 rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần mới của thỏ 7 màu nha mọi người. Theo mình biết thì cái phần mới của Thỏ 7 Màu này, dạ là đây video hợp tác giữa Liên Quân Mobile và series Thỏ 7 Màu mọi người. Thêm họ hợp tác về để nó mang theo sự lôi cuốn và sự hấp dẫn cho tựa game của họ tài trợ. Để đó mọi người, cho nên mọi người có việc có chơi Liên Quân đó, thì ủng hộ cho Thỏ 7 Màu luôn nha. Nếu các bạn thích ra Liên Quân Mobile mình cũng đỏ lâu rồi, mình không có chơi nữa, các bạn thông cảm. Lần trước chiến tranh cầu cá phần 2 á, thì mình cũng đã reaction rồi, nhưng mà mình không thể nào mà tóm tắt tập trước được cho các bạn trong cái phần này được, nên các bạn thông cảm nha. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ reaction một phần hợp tác của Liên Quân Mobile với lại bảy màu nhé. Hình như đây phần phim có tên là Hình Tượng Đỉnh Cao vậy đó mọi người, cho nên các bạn cố gắng theo dõi mình reaction thế nào nhé. Thì lần trước thì reaction thôi mà chiến tranh cầu cá thì các bạn cũng đã ủng hộ cho mình rất là nhiều, và mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho series reaction và chơi game livestream của mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng các bạn có thể like, share để ủng hộ cho mình nhiều hơn, để mình có thể động lực làm vô số video game và real reaction hay cho các bạn xem nhé. Ok, cần chờ nữa, vô phim nào. Let's go. Gì vậy? Sao tập yoga? Dẻo vậy? Địa ngục vậy? Siêu Chị ngục. ơi. Chị ơi. Cháy! Vậy mày chị lăn lộn gì ở đây nguyên bữa nay vậy? Tao đang tập luyện để hướng tới phiên bản hoàn hảo nhất của tao sau này á. Hả? Là phiên bản mà chị ngủ không bao giờ dậy luôn hả? Tào lao, mày biết mỗi người sẽ có một cái khả năng phát triển những cái mình đang có lên cấp độ tối đa không? Không hiểu gì hết. Ok, mày nhìn người tao này thấy có gì không? Không có gì hết. Chính xác, ba má để tao ra không cho tao cái gì trên người hết. Nhưng mà không lẽ tao cứ nhìn vô mấy cái tao không có rồi tao buồn hoài? Tao phải tập trung vô mấy cái mà tao có thể có để tao bù đắp nó lại chứ. Trời, đúng là con gái. Không có nhan sắc thì phải nhìn chất chơi, không có vú thì nhất định phải đích bự, Đúng là con gái có khác. Em hiểu rồi, mình có đích tự thì người ta sẽ yêu quý mình nhiều hơn đúng không chị? Chứ sao? Như vậy là bình thường không ai yêu quý chị, cho nên chị phải tập cho đích bự hơn đúng không chị? Tao đá vô cuống họng mày bây giờ. Cái thứ để hình tượng bản thân thảm hại như mày cũng có quyền xỉa xói tao hả? Chị hiểu sai ý em rồi. Em cũng muốn có hình tượng đỉnh cao, dáng Ai người vậy? hoàn hảo, hình thái tối thượng. Chị cho em tập với. Quá dữ. Ok, đảm bảo mọi người xung quanh sẽ phải nhìn mày bằng một con mắt khác. Trời má ơi, mày mới ỉa Gì vậy trời? Không thể tin nổi luôn á mọi người. Các bạn coi nè, hai bờ mông đúng quyến rũ luôn, vái trưởng con ngoài đời mà con trai vậy đó, chắc chắn là coi như mình coi là phải đá luôn là con dây. Lần đầu tiên mình thấy cái bờ mông này quyến rũ thiệt luôn á, không biết đây là thật hay giả nữa. Vai cái trưởng ông hả Thỏ? Em gỡ cái đít ra chọi anh giờ. Cái này là hình thái đỉnh cao do em luyện tập mà có á. Thái đỉnh cao với Thằng đâu này nó tôi. gớm lắm luôn á. Là xô nó chỉ cho mày tập đúng cái đít vậy thôi hả? Đúng rồi anh, đít bự chính là hình tượng đỉnh cao á. Mày là con trai mà Thỏ. Trai thì sao anh? Chờ xíu, cũng là tao trả trai cho phản thực tế vậy. Dạ em xin 50 anh. Em trai à? Anh quên mang tiền rồi, bữa khác anh trả được không? Dạ anh coi anh chuyển khoản em cũng được anh. Không biết sao ngân hàng anh mấy nay bị gì á em. Dạ vậy anh gọi bạn bè thử thôi được không? Trong cái xã hội chỉ có Giang anh em hồ. và kẻ thù thôi, làm gì có bạn bè hả em? Giang hồ vậy. Vậy anh có người thân anh gọi ra trả tiền cho em được không anh? Anh Quê hai không à, trả em kiếm luôn. cơm thôi, có gì từ từ giải quyết được mà. Anh hiểu,
Ông trả trong cái xã hội kiếm được tiền không phải là chuyện dễ. Em giữ bộ đồ của anh làm tin, anh nhất định sẽ quay lại lấy. Anh Long, anh Long, chào anh Long. Cái mày mày anh Long. Mày thấy sao Thỏ? Cái mày mày anh Long. Em thấy sợ. Ừ. Ngoài xã hội chỉ có hai loại người thôi, người mạnh và kẻ yếu. Hình tượng hoàn hảo của một người đàn ông không phải là mấy cái bên ngoài của mày, mà là khí chất bên trong. Cái khí chất mà mày không cần làm gì hết, người ta nhìn vô cũng thấy nể sợ, hiểu không? Nhưng mà mình sợ ai đâu có nghĩa. Ám chị ấy, thằng này nói đây dũng mãnh giang hồ mọi người, đúng chuẩn luôn. ta phát triển đứng trong đứng ngoài mà tự nhiên ông này nói không chỉ bên thằng này chỉ bên trong thôi chứ bà xô và kêu bà nói bên ngoài quá, bên ngoài đúng là rối thiệt. Nghĩa là mình nể người ta đâu anh, ví dụ giờ em sợ anh còn trong lòng em có anh với thằng khùng vậy anh vẫn hạnh phúc nha. Mày nghĩ sao kệ mày chứ, khi mày yếu thì quan điểm của mày không có giá trị, được như người ta rồi nói. Đồ giả thì ra mong nó đồ giả. Anh Thỏ, anh Thỏ, anh Thỏ, anh Lộc tên anh Thỏ. Ơi bà ở trên trời linh thiêng, tiếp tôi phù hộ tụi nhỏ bình an ngoan ngoãn nên người, biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ ơi. Ông già đâu ra dọn cơm coi. Trời đất ơi, mày té vô thùng mực hả con? Không có thùng mực nào hết, thử tôi té vô. Chính là xã hội này đó ông già. Tao nuôi dạy mày bao nhiêu năm nay để mày ăn nói mất dạy vậy hả? Xin lỗi ông già. Sao hai cái cây nhang bị gắm vô đầu ông Năm vậy? Nhiều ông Năm như mắt con dế vậy đó mọi người. Vãi thiệt. Xin lỗi ông già, giang hồ hiểm ác nuôi tôi lớn, cuộc đời khốn nạn dạy tôi khôn, không đâm không chém đời không nể, không tiền không bạc. Ơi, biết tao không biết sầm giờ quá bắt phải tắm. Ở nhà thì chơi điện tử, ra đường thì báo. Thì con đang kiếm cách thể hiện bản thân con thôi chứ bộ. Thì kiếm cái gì tốt đẹp mà thể hiện. Chứ hồi bằng tuổi con ông cũng vậy thôi. Hồi còn trẻ của tao. Còn trẻ của ông Năm toàn quân không à. Thật ra ông Năm là quân nhân nha mọi người. Hồi trẻ ông Năm dạy là chỉ nghĩ tới nhiều thứ, như là căn cứ, súng đạn, máy bay, này, kia nọ. Chắc là vậy. Tạo ra cái movie mới. Con cháu hoài à, bực thiệt. Thì kể tao mày. Cái không kiểu anh em xã hội sống chết có nhau gì đó của tụi trẻ tụi bay á, bây giờ nó tào lao thấy mẹ. Thời của tao, hình tượng thanh niên chỉ có thể xây dựng bằng một con đường. Đó là con đường bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ lý tưởng, bảo vệ đấy, những người mình yêu thương. Ông Năm là quân nhân nên phải bảo vệ đất nước. Chiến đấu cho những điều nghĩ mà nó súng đạn, máy bay thì ra. Thì sự của mày nó mới thể hiện ra. Ông tính ra con mới ra xã hội đánh lộn với người ta về nhà ông chửi con xong, giờ ông xúi con đi quýnh lộn như thế giới luôn là sao ông? Quan trọng là mình phải biết cái gì đúng đắn chứ con. Vậy lỡ có mấy cái nó đang đúng mốt nó không đúng nữa rồi sao ông? Tao mệt mày quá à, tắm rửa xong rồi tự nằm suy nghĩ đi. Hình tượng của tuổi trẻ chính là hình tượng của những người dám đứng lên bảo vệ lý tưởng, bảo vệ những điều mình cho là đúng đắn và dám hy sinh vì ông Năm đứng ra đẹp, 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 đẹp. Ông Năm nói là thật luôn chứ không phải là trong mơ. Hey, những lời ông nội nói tới bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng mà tính ra ông nội nói đúng, đã tới lúc phải rời xa ngôi nhà này để đi tìm lý tưởng cho bản thân rồi. Chuyến đi này không biết phải khi nào mới quay trở lại, nên chắc phải mang những trang bị thiết yếu cho người đi xa. Giấy tờ tùy thân, đồ đựng lương thực, phương tiện truyền thông. Trời đất ơi. Hình như đây là túi thần kỳ Doraemon à. Ảo vậy. Cái lô của mình Thỏ này giống như túi thần kỳ Doraemon đúng mọi người. Kỷ vật gia đình, poster nhà tài trợ, okay. Người thân trong gia đình. Sắp gì thôi, chắc sắp gì so theo luôn. Từng mảng ký ức trong ngôi nhà này sẽ là hành trang mà con luôn mang bên mình.
tạm biệt. Vãi cả trường. Nó sách luôn nguyên căn nhà. Nó sách luôn nguyên căn nhà đi luôn. Cười lắm vậy. Sách căn nhà đi luôn. Tưởng đâu sách cái chút xíu. Má rồi sách căn nhà đi luôn. Con nó tin nói ảo thiệt. Anh bạn má, à. Rồi. Trời má, một cái hình biết nói chuyện. Hình nào? Đây là cái cửa sổ nhà tôi mà. Nhưng mà nửa đêm tụi mày mở đèn ôm nhau chi vậy? Chiêu mộ tân binh. Tụi tôi đang có chiến tranh với loài chó. Nếu mà anh bạn đây vẫn chưa có lý tưởng gì cho cuộc sống, có thể tham gia cùng chúng tôi. Má, tức là mọi người đang chiến đấu cho lý tưởng của mình phải không? Rất là thông minh. Người anh em thỏ này nhìn sơ cũng đã thấy khí khái tiêu diêu, cốt cách tinh kỳ, ngàn năm có một. Sau này nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Mèo. Quân đội của lại mèo mà thỏ. Dạ. Thỏ cũng vô luôn vậy. Bảy A Trần Liêm Sĩ, phường 25, huyện Lâm Chung, tỉnh Bình Thường. Ok, đóng 50 quẹo trái nha. Dạ. Em để anh Lý lại em. Mốt bị anh gửi về nhà cho. Dạ. Thỏ thân xô. Mày là con gì? Dạ em là con thỏ. Ai cho mày làm con thỏ? Én chim mà cũng trong có mặt trong đây nữa. Con mèo thì làm sao? Mèo kêu. Trời kêu. Cũng đòi mà đập chết. Về ngảo vậy. Hết, súng không có đạn. Khổ. Ơ, cái gì vậy? Ơ, phản bội. Én. Bây giờ làm chó, én làm chó luôn. Má sao mấy quảng cáo này phiền quá vậy trời. Nhà khám tan. Nhà không tàn. Nó bị gì nữa? Mới tháng trước tao thấy tự nhiên cái đít nó bự hơn cái đầu. Rồi nó từ con thỏ trắng xâm kính mình thành con thỏ đen. Đủ thứ. Rồi bây giờ nó thành hình vuông luôn. Đứa nào nói cho tao biết cháu tao bị gì đó không mày? Dạ lúc đầu là con ngủ nó tập đít. Xong tập nửa chừng nó nghỉ tập lên mạng mua đít giả về đeo cho lẹ. Rồi nó gặp con xong nó xin vô băng làm giang hồ. Thằng đại ca trong đó kêu nó đi lấy số. Vâng là sao không? Mà sao lại làm nhân hộ? Sao nữa? Nó lấy được số điện thoại của thằng bán hình xăm dán. À xăm giả. Trời đất ơi. Chuyện kỳ lắm. Cho nên ông đừng buồn. Quay ra mày vậy xăm giả. Là chọn lọc tự nhiên đi ông. Tự nhiên cái đầu anh á. Thỏ à. Anh sống tình nghĩa với mày đó giờ. Ngoài xuống mày đi chém lộn không có làm gì sai hết. Mày đừng có về hù anh. Ông Năm à, giải thích cho nó một tiếng đi ông. Chết bà ông đứng tìm rồi. Ôi. Tao hiểu rồi. Đông, không còn trong không tàn luôn. Là do tao với hai đứa này xúi dại mày sao ta? Tao không biết đâu à. Ai kêu gì con cũng làm hết. Đích con cũng bự, số con cũng lấy. Lý tưởng con cũng hy sinh luôn rồi. Không lẽ phiên bản tốt nhất của con là lúc con chết rồi ta? Chứ gì nữa, làm gì cũng không tới nơi tới chốn. Mày nghe lời tao ở nhà tập đích là giờ mày đỉnh cao rồi. Cái mà chị cần tập là cái nết của chị á. Người ta tập trung phát triển trí tuệ song song với phát triển ngoại hình. Chị suốt ngày chị muốn cái này bự cái kia bự để người ta chú ý tới chị, trong khi cái đầu chị nhỏ xíu thì chị không có lo. Có cần nặng lời vậy không? Giỏi lắm thỏ. Cuối cùng mày cũng trở thành một người có tiếng nói trong gia đình. Mai mốt mày sẽ trở thành một người có tiếng nói trong xã hội. Lúc đó mày sẽ tù chung với anh á. Anh nghĩ sao vậy? Ba má anh nuôi anh ăn học đầy đủ, lớn lên cao ráo đẹp trai. Hỏi ước mơ anh làm gì? Nhăm nhăn nhò. Em nói thì anh mà làm giang hồ anh quýnh em thì em sợ em chạy thôi, chứ em không bao giờ nể anh đâu. Thì tụi tao chỉ bậy mày thì tụi tao xin lỗi.
Nhưng mà mày dám nói ông Năm sai không? Sao? Mày sao? Tao là ông nội mày nè. Mày chửi gì chửi đi. Thôi ông chơi giọng ông nội vậy rồi con nói gì nữa giờ? Thôi ông giỡn. Con cháu trong nhà không à. Nghĩ sao thì nói thiệt ông nghe. Con nói thiệt ông già ông lúa rồi. Hổ mày. Con sai rồi. Không có. Cái này ông sai. Ông quên mất một chuyện là tôi bay lớn hết rồi. Đứa nào cũng có lý tưởng của mình hết. Đúng rồi, đứa nói đúng á. Đứa muốn thành cái này, đứa muốn mình thành cái kia. Mà nói đúng rồi đó mọi người. Miễn sao cái tụi bay thích không làm hại tới ai là tốt đời đẹp đạo rồi. Cho nên Thỏ à, con không có làm được mấy chuyện của con xô thằng Quang Chỉ đâu. Tại vì mấy cái đó là hình tượng hoàn hảo của tụi nó, chứ không phải là hình tượng của con. Vậy cuối cùng làm sao để tìm ra được hình tượng hoàn hảo của bản thân vậy mọi người? Thiệt ra hình tượng hoàn hảo là hình tượng mà mày nghĩ mày sẽ tự tin với nó nhất. Đúng rồi. Wow, đúng rồi. Thấy không? Ừ. Con cảm thấy con tự tin nhất khi quýnh game trên điện thoại á. Trong đó con chiến đấu cho lý tưởng của đồng đội á không? Con vô trong game sống luôn nha không? What the? Phải chứ. Với con mai này lớn lên làm nhà, vật lòng thì sáng và tự đeo ngàn bốn ba đi phát thang mình kéo. Hay vậy. Trời má, con quái rừng nào vậy? Tao không phải là quái rừng. Chứ mày là ai? Tao là mày. Nhưng đẹp hơn. Ok thì đây mình thấy thì nó trong phim nó nói lên dạng như là từ đến ca nó có ám chỉ là các bạn cũng phải có một cái ý suy nghĩ và ý tưởng cho riêng mình để mình có thể vươn lên một cái tầm cao mới, cách riêng biệt chính bản thân mình mà không cần dựa dẫm vào ai cả. Dạ mọi người, phim này mình thấy phần cốt truyện hợp tác vậy nó cũng mang lại cái tính chất hài hước riêng và những lời lẽ có mang tính chất rất là thực tế và mang lại xã hội tốt. Dạ mọi người, cho nên các bạn hãy nếu thích cái phần này của Thỏ Bay Màu á thì cứ việc vào channel Thỏ Bay Màu nha. Ok thì theo mình thấy thì phim này rất hay, rất là hài hước nhiều chỗ, nhưng mà nó hợp tác vậy nó cũng rất là mang lại sự cuốn hút rất là tuyệt vời và cũng tạo ra vô số hình ảnh chất lượng tốt và mang lại tính chất cao giữa sự hợp tác này. Vậy đó mọi người, cho nên các bạn hãy cho liên quân rồi giúp đỡ những người khác và tình đồng ra dáng một tình đồng đội vững chắc nha mọi người. Ok thì có lẽ video của mình tới đây thôi. Nếu các bạn thích video này của mình cho mình cái like, share, subscribe bên YouTube và cho mình cái follow bên Nemo Facebook nha. Còn giờ thì bye bye, see you again, hẹn gặp mọi người vào những buổi livestream và những video sau của mình nha. Ok, bye bye.